Alo, chúng tôi hôm nay có một cái vị khách cũng cũng lại có một vị khách đến thăm nhà, gọi là em Việt, ngồi ở góc bên đây thì chúng tôi rất là mừng. Em cũng trải 3-4 tiếng đồng hồ mới đến đây chơi thì chúng tôi cũng làm sơ những cái món ăn món nguội để mà ăn với nhau. Và chúng tôi sẽ ngồi tán chuyện thì cũng có những cái câu chuyện cũng vui vui, cũng cần trao đổi với quý vị thì ra do đó chúng tôi để like. Chào chào quý vị. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện. Em ở đây cũng khá lâu phải không? Dạ, Ở đây từ hồi năm cái 83 đến giờ. năm 87 giờ thì em cũng học sử ở nước Mỹ này Dạ. cũng khá nhiều. Dạ. Thì em kể cái chuyện mà người da trắng mà khi mà họ muốn muốn đồng hóa cái người bản địa đó thì họ không có trực tiếp họ nhậu sọ mà họ có nhiều cách. Thì trong cái một cái cách mà em nói họ cho du học đó, em kể lại cái chuyện đó mà em học được ở đây, ở cái xứ này. Thì em coi trong tài liệu á, về mà những người mà họ đưa lên YouTube á, hai bác thì hồi xưa Mỹ á, nó qua á, thì chủ yếu á, là nó làm sao nó phải bắt sống cái người trưởng làng da đỏ đó, nó bắt sống xong rồi á thì nó đem về Anh hay là đem về Âu Châu á, nó đào tạo cái người trưởng làng đó đó để theo cái chương trình của họ, và họ nhồi sọ những gì mà trong khi mà cái người trưởng làng đó mà qua bên Âu Châu á là thấy được cái nước là Âu Châu là gọi là cho gọi là văn minh hay là tân tiến hay này nọ đó, thì bắt đầu họ đem cái người trưởng làng đó về lại á, để nhồi sọ lại những người da đỏ. Thì cho nên một số những người da đỏ đó là họ cảm thấy là cái người này nói thật, và cái tư duy của ông ta rất là sáng sỏi Tiến và bộ, tiến tiến bộ. bộ. Mà đây là người của mình cho nên do đó là mình dễ tin hơn, phải không? Đúng rồi, không những vậy đó thì một số những trưởng làng khác á, trưởng làng mà người da đỏ đó họ chống lại, Nó gọi là tù trưởng là sao đó, tù trưởng. tù trưởng nó gọi Tù là trưởng. chief á, Chip tù trưởng. nó tù trưởng ạ. thì cho nên đó là một cái Cái cách. chiến lược cách của những thành phần mà thực dân da trắng đó, khi mà hồi xưa nó qua nó gọi là nó chiếm đất nước nước Mỹ đó, cho nên thì nó đưa vũ khí một số những người da đỏ mà theo 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 người da trắng đó để giết lại những người da đỏ khác. Mà da đỏ đó thì nó có cả ít nhất là cả 100 bộ tộc luôn, không phải là chỉ có một hai bộ tộc. Đúng Thì rồi. cho nên những cái bộ tộc giống như là Cherokee hay là Hamu hay là Mohawk rồi vậy đó, thì những cái bộ tộc đó đó thì một số những thành phần bộ tộc đó hồi xưa họ cũng đánh nhau hai bác, cho nên chính vì cái điểm đó đó thì những cái bộ tộc mà đánh nhau với bộ tộc kia đó mà họ bị ép vô đường cùng đó, thì cho nên nó không có còn con đường lựa chọn nữa, thì nó theo cái tụi Tây phương Tụi Tây phương. đó. Rồi không những vậy, cái tụi Tây phương á là bắt đầu nó xây căn cứ, mà cái căn cứ đầu tiên nó xây đó là nó xây nhà thờ. Cái căn cứ đầu tiên là nó xây nhà thờ, tại nhà thờ là hồi xưa giờ đó nó có cái kế hoạch về đó là quản lý những cái gì á mà trong cái khu mà gọi là đô thị hay này nọ, thì nó có tiền bạc nè, nó có vũ khí nè, nó có thực phẩm nè, nó có quần áo nè, thì nó cái cách nó nhồi sọ bằng những cái mình gọi là thực thực đồ ăn đồ uống hay là Thực phẩm. thực phẩm hay này nọ đó, Những cái nhu cầu nhu cầu đó, nhu cầu đó, cần tại thiết nhất vì cần thiết nhất đó cho con người, cho đó. cuộc sống của con người. Dạ. Thì cho nên chính vì cái đó là một cái cách nó quấn về cái tâm lý của những người bộ tộc Nó mua, nó mua chuộc cái tình cảm trước. Dạ. Nó mua chuộc cái tình cảm trước. Thì nó cũng từ từ ấy, đó là nó đi đâu cũng vậy. Cho nên bây giờ hai bác thấy đi, thường thường mà những người mà làm trong một cái lãnh đạo mà đất nước mà Thiên Chúa giáo đó, là đa số là những người đó là những người đi theo Người đạo bản địa, mà theo đạo đó mà để cầm quyền, nghe lệnh của
đặc biệt là chúng em Vatican hay là Mỹ này nọ rồi đấy. Ta dùng cái từ gọi là dùng người bản địa chống người bản địa. Đúng đấy, rồi đấy. Yeah. Cái đó đấy, là ở Việt Nam nó dùng người Việt Nam chống lại người, chính quyền và nhân dân Việt Nam. Do đó là cô thì cô chưa có nghe, cô chưa có nhớ, cô chưa có nghe về cái mặt mà người lớn. Bây giờ còn cái mặt con nít á, thì nó gom vào các trường học, nó huấn luyện, nó nói là bây giờ để mà nó huấn luyện để mà cho theo kịp với văn minh người ta. Đó, rồi có nhiều khi nó cướp cả con người ta, nó cho nội trú, nó ở nội trú, tức là ở ở trong đó luôn. Nghĩa là không có tiếp xúc với cái văn minh cổ của cái dân bản địa nữa, mà nó dạy cho cái cách sống của nó đồng hóa một cách, tức là người lớn thì nó đào tạo lãnh đạo, còn con nít á, thì nó nhồi sọ trong qua trường học. Ghê không? Kinh khủng không? Từ đó ta suy ra là trong suốt chiều dài lịch sử tại Việt Nam nó đã thi hành cái chính sách như vậy. Thứ hai nữa là sau năm 1975 á, mà đáng lẽ ra cái chính quyền của mình là phải theo gương Pháp, theo gương Ý, theo gương Trung Quốc, theo gương Nga để thi hành biện pháp là cứng rắn, mạnh đối với lại những cái gì của giáo chủ Vatican ở Việt Nam. Nhưng mà chúng ta lại không có cơ hội làm cái như vậy. Bây giờ mới nhìn ra rằng trong cái Ủy ban Trung ương Đảng lại có những người là nắm quyền chỉ huy như ông Võ Văn Thưởng là kỳ đà cán mũi. Tôi phải nói là như vậy. Là bây giờ lộ ra là ông ấy ra lại miệng. Anh nói lại cái chuyện mà anh đọc cái bài của ông Nguyễn Thanh Tuấn, của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã thì mới biết. Tôi đọc cái bài của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Ông Nguyễn Thanh Tuấn là lớn tuổi hơn ông Võ Văn Thưởng và đi theo cách mạng trước hơn và đã lên đến Trung tướng mà đã ở cái tuổi về hưu, tức là lớn tuổi hơn. Và ông Hoàng Kiền, cả hai ông tướng này là chúng tôi đã có cơ hội được tiếp xúc, tiếp cận, ăn uống với ông, các ông ấy thì đã nói lên cái sự là ông Nguyễn Thanh Tuấn cũng như Hoàng Kiền nói là ông Võ Văn Thưởng ra lệnh miệng cho VTV loại bỏ những cái bài mà của ông nói, của ông Tuấn nói về những hành động chống lại những cái bọn lịch sử, loại bỏ ra. Thì điều đó là chính ông Võ Văn Thưởng là một chức vụ cao cấp nhất ở trong nước mà lại ra lệnh miệng. Tại sao ông ra không ra lệnh bằng cái văn thư mà lại ra lệnh miệng? Điều đó là ông không dám công khai mà ông ngầm hoạt động, ông làm con kỳ đà cản mũi cái những việc làm của chính phủ ngày nay. Bây giờ bắt ngang cái trở lại cái vấn đề mà nó đào tạo cho những cái người mà đi du học, tức là em nói là hồi đó đây em những cái người lớn sang du học ở bên cái sự bên Pháp rồi nó cho trở lại về, thì bây giờ nó cũng giống như là mình mấy chục năm nay, 20 năm nay đi, là mình cũng cho nhiều, rất là nhiều người du học sang bên Mỹ, bên Pháp hay là bên trời Tây. Thì em thấy là đối với em là em thấy có những kinh nghiệm như thế nào? Em hồi nãy dường như mình có nói tới Ngô Bảo Châm đấy. Thì theo con á, thì thường thường á, những người mà tài giỏi đó mà đi qua du học ở bên Mỹ đó là đa số là Mỹ nó có mục đích hết á. Cái đó là bắt buộc, chắc chắn điều đó là nó có mục đích hết á, chứ không phải khơi khơi mà tự nhiên nó cho qua mà du học đâu. Đó là một mục đích, là nó có nó có mục đích nào, đó. Thì nó quấn về cái tâm lý của những thành phần mà du học mà tham. Tham thì cũng có nhiều thành phần du học, nhưng mà cũng có cái cơ địa của mỗi người có cái lòng tham, thì nó thế nào nó cũng lợi dụng được một số người tham lam đó, tham danh hoặc là tham tham danh vọng, tham tiền bạc, phải không? Dạ. Tôi đọc lịch sử Hoa Kỳ thì tôi thấy có cái điều luật đó gọi là luật về giáo dục du học. Nó cấp học bổng cho người ta sang với mục đích là nó xem những cái người đó có tài, có khả năng, nó giữ lại. Trường hợp rõ rệt nhất là như ông Nguyễn Xuân Vinh, không có khả năng, nó giữ lại liền, lập tức làm việc cho nó. Nghĩa là nó tìm những người tài, có khả năng, rồi bây giờ nó mới huấn luyện làm việc cho nó theo cái cách của nó, theo cái đường lối của nó.
Nguyễn Xuân Vinh là một trong những người đó. Thế thì trong những người được du học đó cũng có người không theo nó. À, ủa, em cái đó ít hơn. Có cái à, đó. Thì như trường hợp anh đó, anh nói là trường hợp anh khác. À, cái trường đa số những người mà đi du học á thì là con cháu của những người đã từng làm việc cho Pháp hay từng làm việc cho chính quyền Mậu Đại hay chính quyền Bộ Ngô Đình Diệm, thì họ không có ý niệm nhiều về cái lòng ái quốc. Khi mà họ được những cái hưởng những cái đặc quyền đặc lợi, họ sung sướng rồi, họ nói gì họ sống cái cuộc đời phong lưu cả rồi. Còn riêng về cá nhân tôi là vì tôi sống ở cái vùng nông thôn của Thái Bình, là theo cái đạo Nho giáo, mà Nho giáo nó dạy rằng là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Cho đến lúc mà tôi gia nhập bộ đội vào cái tuổi còn thơ, vào năm tháng 2 năm 1947, thì chưa hề có cái ảnh hưởng của người Tây tới địa phương tôi. Thành ra tôi nặng lòng cái quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, với lại những cái bài viết bài thơ ái quốc như là ông Nguyễn Thái Học, ông nói rằng chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, chí ta nhẹ nhàng. Thì những cái bài mà của ông Nguyễn Trãi, Phi Khanh, với là ông Phi Khanh mà dặn ông Nguyễn Trãi như thế nào, nó đi sâu vào tiềm thức của tôi. Thành ra lúc nào tôi cũng thì em đã... canh cánh trong lòng cái niềm làm thế nào cho đất nước mình thì biết cũng... được rõ những cái tội ác của các thế lực xâm lăng, mà gốc là cái thằng Vatican mới đi vận động thằng Pháp đánh chiếm Việt Nam, thằng cái... Vatican vận động Mỹ cưỡng chiếm Việt Nam. Vậy thì thằng Vatican là cái quốc thù số 1 của dân tộc Việt Nam. Ngọn... thì... vì lẽ đó mà tôi biết những cái tài tác phẩm của tôi như vậy. Thì thì trong cái những cái người mà anh nói đó, lọt ra đó, thì cũng có những cái người như ông Cao Huy Thuần, rồi Linh Mục Trần Tam Tỉnh, thì tất cả là không phải là tất cả những người đi du học đều trở thành vong nô hay là làm bất lợi cho nước Việt Nam, mà có những người lợi dụng cái việc đi du học đó, đem cái tinh hoa của xứ người và đem những cái cơ hội của xứ người đem về làm lợi cho xứ sở mình. Nhưng mà luôn luôn là cũng có một số thành phần là vong nô sẵn sàng làm tư mọi cho họ. Thì những cái thằng mà gọi là thực dân đó, nó lợi dụng những cái thành phần đó, chỉ cần một người thôi, phải không? Yeah. Nó chỉ cần một người trong cái đám người mà nó cho đi du học thôi, nó không cần nhiều, chỉ cần một người là đủ rồi, một hai người là đủ rồi. Em nói như vậy thì anh cũng xin nói cái trường hợp ông Trần Tam Tỉnh. Ông đi du học hình như là ông đậu cái bằng tiến sĩ ở bên Canada. Và vì ông là chữ, ông là con người còn cái lương tâm con người, cho nên ông thấy rằng lịch sử nó có dạy lịch sử thế giới mà tại Việt Nam không có học. Thì ông thấy rằng cái tội ác của giáo hội La Mã, cho nên ông mới kể ra. Tức là vì ông còn lương tâm bình thường của con người thì bởi vậy thì ông kể ra, nhưng mà ông kể ra rất là giới hạn chứ không phải là kể hết, nhưng mà cũng đủ cho chúng ta thấy được cái. Thì tức là ý em nói đó là có rất là nhiều, nó cứ cho là nhiều người, nhưng mà còn lương tâm, nhưng mà nó chỉ cần một vài người ở trong đó theo lệnh nó là đủ rồi. Ít có người học cái ngành sử, có học sử mới biết đó là một chuyện, nhưng mà còn lại như những người khác không có học hành sử đi nữa, nhưng mà người ta những cái thành phần mà nó sai không được đó là nó về nó không có đề bạt lên làm những cái chức lãnh đạo. Thành ra những người đi du học đó mà trở về đó mà nó xài không được á, là nó không có nâng lên làm chức lãnh đạo, có thể là như vậy, không là nó đi xuống, mà những người đó thì lại là tận tâm với tổ quốc, mới có mình mới có những cái tác phẩm như là của ông Cao Huy Thuần, của Linh Mục Trần Tam Tỉnh, giáo sư Lý Chánh Trung, giáo sư Lý Chánh Trung. Còn bây giờ nếu mà lỡ lọt vào cái thành phần mà nó nghe lời ngoại quốc đó, mà nó về nó làm len vào cái lãnh đạo của mình, thì đó là mình làm sao mình biết được người nào do nó. Nhưng mà dầu sao đi nữa cũng là những thành phần bị nó huấn luyện bằng cách nào đó. Cũng nên nói rõ như thế này, có hai hệ thống giáo dục rèn luyện con người thành ra con người của yêu nước của dân tộc Việt Nam, tức là cái hệ thống giáo dục cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, những lời dạy của Hồng giáo, Nho giáo, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách chẳng hạn đó.
Nghe hả? Chết tù phì tổ quốc, cái chết vinh quang là cái sản phẩm của cái nền giáo dục của Công giáo của ngày xưa. Dạ, đã tư thôi đó. Còn cái hệ thống giáo dục của giáo hội La Mã mà nó thi hành tại Việt Nam. Con bỏ, con có. Được tôm thịt. Dạ, dạ, con có à. Tại Việt Nam từ năm 1862 cho đến năm 1975 đó là nó rèn luyện thanh thiếu niên theo cái nó gọi là nền giáo dục. Giáo hội La Mã cần một nền giáo dục độc lập để rèn luyện thanh thiếu niên theo tinh thần Công giáo. Cái câu của nó là như vậy. Nhưng mà mình theo dõi thì nó là thế nào? Nó là dạy cho những Công giáo những cái điều giáo huấn mà tôi có nêu lên là những cái điều thật là phi lý. Một trong cái điều đó là phi lý là Linh Mục Nguyễn Bá Thông nói là giáo hội La Mã không dạy con người tốt. Ông Trần Đâm Tình nói là rèn luyện thanh thiếu niên thành những người sát nhân cuồng nhiệt. Thì như ông Linh Mục Hoàng Quỳnh thì dạy giáo dân rằng thà mất nước chứ thà mất Chúa. Cái nền giáo dục đó nó đã rèn luyện thanh thiếu niên Việt Nam thành hạng người như vậy. Thành ra những cái người mà tiếp nhận cái nền giáo dục của cái chính quyền Pháp và Vatican trong cái thời Pháp thuộc cũng như trong những năm kháng chiến và những cái năm ở miền Nam Việt Nam thì nó thành những cái hạng người mà theo giáo hội La Mã, nghĩa là giống như những cái ông tướng miền Nam, ông Nguyễn Văn Thiệu, tất cả các tướng Huỳnh Văn Cao với lại Bùi Đình Đạm là nó lên cái hạng người đó, là hạng người là thà chết ông liều chết cái gì thà mất nước chứ không thà mất Chúa, nó là thuộc lại người đó hết. Thành ra chúng ta không còn tin tưởng. Ngày nay có những người như là Hoàng Duy Hùng, nó thuộc loại người đó, nó được nâng đỡ bởi giáo hội La Mã, nó nói ra những cái cách mạng trắng mà tôi đã phản biện, thì tất cả những cái đó nó đều bêu xấu chính quyền Việt Nam. Thôi ăn đi, mình trở sang cái vấn đề nhân quả. Hồi nãy cô nghe em có nói về cái mục đề tài tháp đôi của Mỹ cũng hấp dẫn.